Luôn em nha. Nay còn cái ghế dài với cái bàn cẩm nay đi coi sơn luôn mấy anh, cho xong luôn mấy anh, quay với anh coi luôn. Bộ cẩm cộng 16 mấy anh. Nè, còn ghế dài với cái bàn thôi. Bữa em quay hai cái đôn với cái ghế đơn rồi đó. Mà bữa bận quá không quay được ba ghế đơn kia. Nay có xịt ghế dài qua cho mấy anh coi. Thì trong clip này em hướng dẫn mấy anh pha bóng luôn. Anh em nào chưa biết á. Để ra ngoài cho ok, khi nào anh mới chỉnh sửa xong á, đợi cũng 2-3 tiếng để anh chỉnh sửa giờ mới quay, mới pha bóng. Pha bóng ông làm xem thoải mái chỗ nào xem. Bóng 2K nha. Sao bóng này chơi hết lông cứng vô không? Bóng này chơi hết lông cứng vô không? Hay là bớt miếng? Bớt miếng. Bớt miếng hả? Rồi mới lấy hết ký M vô nè mấy anh em. M2K nha, lông cứng này thì 500g. Thì chắc chừa lại miếng chứ già cứng quá cũng không tốt, dễ bị nám. Lại nó không căng. Giờ chế xăng vô. Chế xăng vô lon xúc luôn. Đồ lon cứng đi nhở, lon cứng vẫn còn nha mấy anh, vẫn còn một xíu. Chế xăng vô nha anh em, thì đó 1 ký cứng tầm chắc 4 lạng cứng, 1 ký M50 tầm 4 lạng cứng à, với lại còn nhiều đóng xăng lên nè. Cái can này can 5 lít. Đó thì này tỷ lệ pha mờ nè mấy anh. Nè anh em đây pha kiểu này nha mấy anh, hay xài kiểu này gần đầy. Nha, gần đầy. Đó. Lâu nó mờ, nó khô bóng nó đặc lại luôn rồi. À để anh ấy nói pha nhiều xăng vậy á, để khi mà xịt mà ví dụ nó lâu á thì nó đặc lại á thì vừa. Pha đặc quá xịt tí nó lại đặc lại, phải chăm xăng thêm. Pha đặc quá tí phải chăm xăng thêm, với lại có khả năng bị da cam đúng không? Đó ok, đó là cách pha bóng nha mấy anh. Bây giờ thổi bụi mấy anh ơi, thổi bụi ra đi phớt qua lớp bóng mỏng để coi cho mấy cái đường keo bê độ nổi lên đó mấy anh. Rồi với lại bùa sơ sơ thôi à, chứ không bùa nhiều. Với lại bộ cảm này cũng không có dặm màu, cũng không có bùa giác giết gì đâu mấy anh. À cái anh kia anh hỏi em là bộ này tiền công hết bao nhiêu tiền thì em mới hỏi chủ nhà. Thì cái bộ này tiền công ráp á là anh kêu tầm 30, còn tiền công mộc luôn anh kêu tiền công mộc công ráp luôn á là tầm 7 mấy triệu, vừa công mộc vừa công ráp luôn. Nãy anh nói em vậy, tầm 7 mấy triệu. Còn cây thì của nhà có sẵn đóng. Giờ anh thổi bụi ra xong rồi anh sẽ đi qua lớp bóng mỏng. Mới phớt qua lớp bóng mỏng rồi mấy anh. Để giờ coi đi xử lý mấy vết keo bê ha mấy anh ha. Mới phớt qua lớp bóng mỏng lên vân nè, đẹp. Giờ đi xử lý mấy vết keo dặm sơ sơ mấy anh ơi, không dặm nhiều. Chủ nhà không thích. Không thích chơi bùa ngải. Nhà kêu giác chơi giác vậy đó. Sao? Là hàng xài thì không bồ gì, có sao đâu, thì ghét nhiều khi nó cũng có cái đẹp của nó. Đây quay cho mấy anh coi chơi, anh nào mốt muốn đục kiểu này thì đục.
đó, cái chương dài đó, đục nghê lân hổ gì đó em không rành lắm. Còn này đục hai con nghê à, hai nghê hai lân vậy bám vô. Này chủ yếu xử lý cây AB xíu tí xíu rồi mấy anh. Giống như vậy nè. Nó giống như cây AB đường màu đỏ này xử lý tí xíu. Sơ quá thôi. Cho nó lắp đường keo lại cho nhìn cho đường kỳ đó mấy. Đó ok, giờ khi nào tới sân bóng đi rồi em quay công đoạn sân bóng cho mấy anh coi. Mấy anh nào chưa biết coi tham khảo, mốt mà có làm chúng bộ này thì biết cách sơn. Tại vì nhìn thấy đơn giản chứ nhiều khi mấy anh không làm nghề, mấy anh không quen á, mới vô nghề á, cũng không biết sơn nào trước nào sau đâu. Ghế này cũng nhiều lỗ, nhiều đục nhiều á, cũng khó sơn á. Rồi giờ bắt đầu phun bóng nha mấy anh. Giờ phun sao trước nè, em phun mấy cái lỗ trước nè. Phun trên đầu, phun mấy cái lỗ trước. Ở sao tối quá em không quay đâu nha anh em. Tối quá, tại sơn trong cái máy. Đây đó mấy anh coi cũng biết rồi, ở sao sơn sao rồi. Sơn sao xong giờ sơn hai bên hông trước nha mấy anh. Đầu tiên là sơn mấy cái lỗ đúng không? Cái lỗ ở phía sau đúng không? Rồi sơn hết ở phía sau. Đó anh hả? Rồi sơn hai bên hông. Rồi sơn trước, còn cái mặt ghế là sơn cuối cùng. Đúng rồi, đúng quy trình chưa? Cái này là quy trình của anh thợ này anh sơn vậy nha mấy anh. Còn nào sơn sao thì em không biết. Ảnh này anh sơn vậy đó. Giờ đang sơn bên hông rồi mấy anh, xong bay qua bên hông bên kia sơn. Lúc nào sơn sản phẩm gì thấy mấy anh em cũng sơn cái mặt cuối cùng hết á, để cho nó tránh nám nha. Sơn cột luôn mấy anh nha. Rồi giờ tới hông bên này. Dẫn đi ba bát hả thợ sơn, anh thợ sơn ba bát đúng không? Còn mặt dẫn bốn bát hả? Dẫn đi ba bát nha mấy anh, mặt thì bốn lượt. Giờ đó sơn xong cái hông này sẽ bay lên trước sơn. Giờ sơn phía trước nha mấy anh. Thổi mấy cành lỗ phía trước nha.
này phần 2 với mấy anh, bữa có phần 1 sơn cái ghế đơn sơn như thế nào đấy mấy anh, với mấy cái đôm á. Còn phần 2 này sơn ghế dài này như thế nào, em quay cho mấy anh coi cho nó hết cái bộ này luôn. Bạn chắc em không quay đâu, cũng trưa nữa rồi, 12 giờ trưa nữa rồi, chắc chiều mới sơn cái bàn. Để bàn này cũng dễ sơn cái ghế dài này. Bàn mấy anh nào sơn cứng cứng thì dễ lắm, còn không quen thì sợ nó sọc thôi, chứ trình độ anh em thợ sơn đã ra sơn BU được thì khó sọc lắm. Bộ này bữa hình như nhận sơn từ lúc mà mọc đưa ra sơn á mấy anh, làm nguội từ lúc đến sơn luôn, hình như là mười mấy triệu. Mười mấy triệu hả BU nhỏ? 20 triệu hả? Bộ này nhận sơn 20 triệu mấy anh. Thì đó, chỗ em làm BU giá nó cũng tương đối đó mấy anh. Thì anh em nào nghề cứng cứng có thể lên đây làm, lên đây mở xưởng làm BU. Ở đây mở xưởng làm BU cạnh tranh với BU nhỏ đúng không? Khóc luôn. À, giờ sơn cái mặt hả? Giờ sơn cái mặt là xong mấy anh. Để sơn xong mặt đi, em quay sát chỗ mặt cho mấy anh coi có bị sọc không ha. Xong chưa? Hàng đèn hết chưa? Xong hết rồi mấy anh, hoàn thiện hết rồi nè. Để tí khô kiểm tra coi bị náo mấy anh ha. Giờ quay mặt cho mấy anh coi nè.
thấy không ta, ngồi xuống đây. Thấy không mấy anh, căng nha mấy anh. Đó, không bị sọc đâu mấy anh ơi, thợ tay nghề làm quen không bị sọc đâu. Cồn này chắc ráo luôn rồi nè, ráo rồi, láng lắm mấy anh ơi, không có nám, không bị đáp, láng lắm, mướt lắm. Ok mấy anh ơi, video này em chủ yếu đi quay cho xong bộ cẩm này luôn, phần này phần 2 để quay cái cách sơn ghế dài mà đục nhiều nhiều như vậy nè, cho mấy anh nào chưa biết mới vô nghề coi đó mấy anh, cái cách sơn như thế nào đó. Thì anh đi vậy chứ hay cột láng o hết nha mấy anh, không vấn đề hết á, ngon lành hết á. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha.